Em chào mừng anh em đã trở lại với channel Chai Gà Gaming của mình ha. Thì đó giờ cái tên cái kênh channel của mình thì mình chưa có làm cái chưa lại clip về cái vị tướng mà trong dân gian thường người ta thường gọi đó là Slim Danh ha anh em. Ok thì mình sẽ đi với phong cách đó là đi rừng anh em ơi, chơi với phong cách là đi rừng ha. Đậu phộng thì mình thì đang bị nghẹt mũi anh em, cái giọng mình nên đã khác rồi anh em ơi, đậu phộng nha nó. Ok mình ăn ok mình sẽ ăn con bồ xanh tới ha. Rồi cái tem địch thì cho một cái thuật rất là không hiểu luôn anh em ơi, tem địch hai phép luôn anh em. Nếu anh thấy thì Alistair với niên Willian cho anh em, đậu phộng của niên con niên Esu với nó anh em ơi. Đậu phộng này tem nó thì khá là mỏng ha. Ok với khả năng quá là bá đạo của anh niên Slim này thì rất là dễ dàng anh em ơi. Mình thì mình đã từng đạt rất là nhiều mega kill với cái vị tướng Slim vậy ha. Đây là một vị tướng rất là mạnh anh em ơi, anh em hãy mua nha, mình khuyên là anh em nên mua đi tại vì rất là mạnh đó anh em ơi. Không có dẫn mặt cho nó đâu ha. Ok mình sẽ quậy ở lộn giờ xong chạy hẳn nhanh qua ăn con bùa đỏ xong mình sẽ đi gan ha anh em. Ăn mấy con quái nhỏ cấp 4 mới gan được anh em ơi, chứ cấp 3 đậu phộng nhà nó cướp gần anh em ơi. Đậu phộng chó nào à? Thằng Yuka chắc luôn đậu phộng mì láo nè. Ok Yuka đã cướp gần anh em ơi, đậu phộng mày sưng này mày không về rồi, đậu phộng chắc chắn nó không về anh em ơi. Đậu phộng mày cướp gần chi rồi mày không về nha con. Mày đậu phộng niên qua sinh ăn anh em ơi. Ok kệ đi ha. Mới mất mùa đỏ luôn anh em ơi, đậu phộng mới cấp 3 rồi, họ cấp sắp mặt là anh em ơi. Ok kệ đi, mình sẽ ăn lính đi lấy đi cấp 4 ha. Ok giờ mình sẽ chạy khoảng qua cái bùa đỏ mới tem nó thử coi còn không nha. Ok Rinax hiện đang ăn bùa đỏ ha anh em, đậu phộng mình phóng dính Rinax hay dính gì em phóng dính gì cũng không biết anh em ơi, kệ đi. Ok một pha kết con bùa đỏ không thành công từ thanh niên Slurp Jet nè anh em ơi. Ây da thằng quỷ anh ấy tên nó xung quá vậy, đậu phộng ôi trời ơi bố mày này sợ hai đứa mày quá chơi luôn, bật chưa cố lên khô máu luôn trời đất ơi. Chạy tới tên anh em đi, anh thấy cái năng quá là bá đạo, bật chi cố lên nó chạy tán lọ anh em ơi, nó chạy mà không biết đường chạy đâu anh em ơi. Đậu phộng nó quay lại gượt mình em, hết chi cố nó quay được nó gượt mình này, đậu phộng nha nó. Nhưng mà nó thấy cái chiêu cuối rất là bá đạo ha, nó phê cỏ nó phê cần nó phê tùm lum anh em ơi. Ok thì sẽ tiếp tục ăn cái con bùa xanh của mình ha, đậu phộng nhà nó học cấp quá anh em ơi. Mới vô bị cướp con gừng này, đậu phộng Yuka nữa nó me nó cướp con bùa đỏ con bùa xanh mình nó đậu khoảng thằng Yuka này lát là tuột quần mày nè con. Đậu phộng mình lát này me tuột quần cái hàng quỷ Yuka mới được đậu phộng mày cướp gừng cướp lý hả mày cướp mày cướp này. Nếu anh em mà thấy thì tuổi lên đậu phộng mình chọn một cái là mình ăn được rồi, mày hả mày cướp hả mày cướp là cái chim mô. Ok mình sẽ ăn một cái con khỉ đít đỏ ở đây ha. Đậu phộng thanh niên Butterfly giờ mới cấp 3 giống nội, what the fuck. Tự nhiên này thấy được giữ rất là xâm sao dương lượng như đó rồi, lục đục cục bộ với đó anh em ơi. Lát mình sẽ xuống mình giải tán nội địa anh em ơi, đậu phộng nhìn nó đậu phộng đông như vậy. Ok chơi khô máu anh em ơi, tem mình cũng ba đứa, tem nó cũng ba đứa mà sáng ngán cha con nào đó, bật chơi cố lên chơi khô máu liền anh em, một đứa này lên dĩa. Ok đậu phộng không nãy giờ chưa ăn được mạng nào tao vậy chơi mang anh ơi, anh em còn họt nữa trời ơi nội ơi kết quả vậy chơi mang trời đất ơi tợ quá chừng tợ luôn anh em ơi, đậu phộng nhìn nó. Trời ơi, chưa dưới đường mạng nào mà tợ như hánh vậy trời ơi. Ok không sao anh em ơi, sẽ ăn luôn con rồng cay đết nữa ha. Đậu phộng mình chọi đâu á, bấm ngu anh em ơi, một pha lỗi lầm. Ok thì mình lên kia cùng bảo tốt ha, tại vì mình thì mình xài ngọc phương giáp. Mình có một bán ngọc anh em ơi, chứ mình không là kia cùng bảo tốt, mình lên kia kiếm tiền hồn. Lên kia kiếm tiền hồn cũng khá là ổn anh em, nó bắn khá là chậm thôi. Mà với kia cùng bảo tốt này mình khá là nhanh em ơi. Đậu phộng quỷ giáo sư đang ăn cái con này cũng yên như mình đâu. Ai đồ what the fuck nhưng tu lên bố mày này sợ quá cơ, đậu phộng cho nó ăn cái nên mình chạy anh em ơi. Một xe đêm này thì cũng khá là cơ động ha anh em, một vị tướng khá là bá đạo chờ gạo anh em ơi. Trời ơi chạy nước mũi nữa anh em ơi, vãi nào quá. Ok thì mình ăn con bùa xanh cho nó xâm lòng thanh niên cái đã. Ok ăn luôn. Ok giờ thì cái cung của mình mới tích được có 10 điểm ha anh em ơi. Đậu phộng quỷ đi nát tên nó đang quẩy nhiệt tình ở đó kìa. Ok nên nó thấy thì Epsu nó mới ăn xong con gì xong con gừng nó chạy ra kìa anh em. Mình thì đang cố gắng ăn thật lẹ cái con bùa đỏ này. Đậu phộng nhà nó gì ghê vậy. Em thấy nên triệu chứng Epsu nó đang ăn con bùa xanh em ơi, nó quẹt vô mùa xanh ăn rồi. Ok mình sẽ ra mít hỗ trợ thôi niên này cái đã. Ok chắc không tạo kìa đâu anh em, đậu phộng đường mít gì bốn đứa chứ anh em. Đậu phộng 14 anh sợ tôi bay quá. Ok niên xà nèo tới anh em ơi, niên xà nèo tới rồi đậu phộng đó. Ok Henning Rinax bay lên luôn, trời ơi bay như chị từng được bay luôn, bố mày sợ mày quá. Ok nên thấy hiền quỷ Rinax ô lộn quỷ Epsu đứng núp lùm nên đâu nó bắn hoài kìa,
bắn tật lắc luôn, con bắn nữa cái thằng quỷ này. Đậu phộng gì nữa. Ok, ăn luôn con tu len anh em. Ok, một mạng đầu tiên anh em ơi. Đậu phộng nó giờ mới giết được mạng. Ok, phút thứ 5 mới giết được một mạng anh em. Đậu phộng tuần này hay có nguy cơ là không ổn rồi anh em ơi. 73 rồi. Ok, qua thần sinh thì đang tỏa sáng với đường dưới. Emily thì mới ăn mì ly xong, Yuka thấy ngon quá nó tái sắp mặt, lấy cướp cái mì ly luôn anh em ơi. Ly mì luôn rồi. Ok, qua cướp cái gần nó cho xong làm ha. Ok, Yuka nó cũng chưa đéo, nó đéo thấy mình anh em ơi. Đậu phộng mày xác định bỏ mẹ nè. Ok, anh em thấy thì nó cấp 8 anh em, này khá là khọt. Mà bật chi cố nữa là mày xác định bỏ mẹ mày. Đô, quay lại chơi tao luôn. Mày ra anh em ơi, thấy thì Yuka rất là khô máu, chơi gạo anh em ơi. Chơi nó hết máu nó chịu về, còn đứng đây nó quất mình nữa chứ. Vãi nồi anh em. Ok, với rất là khen ngợi cái tinh thần rất là dũng cảm của anh em Yuka ha, đã hy sinh về tên bạn rồi. Ok, mình anh em thấy thì mình đã ăn được hai mạng rồi, tợ ba ha. Đường mía thì khá là đông anh em ơi, phải ăn thật lẹ mình ra mình phổ tợ cái đường mía mới được. Đậu phộng chết đứa anh em ơi. Rồi tên nó chuẩn bị chết hết rồi, mình chắc mình gáo kẹo đâu anh em ơi, ăn hết gần luôn cho gò đi ra làm gì cho nó mệt. Nên là hay double kill luôn từ niên của tôi là nãy giờ đang rất là tỏa sáng anh em ơi. Đậu phộng mình thì đang xanh nhất tem anh em ơi, quá chuyện tiền luôn rồi. Farm liên tục, farm không ngừng nghỉ, farm xuyên lục địa luôn anh em ơi, farm xuyên không gian, xuyên thời gian luôn. Ok, anh em thấy thì tem mình chỉ bữa tôi lại nó ngủ một tỏi rồi. Em xù thì đang đứng nhắm may bắn cái quần đồ gì đó. Ok, mình tới lên mình giết em xù mình nó chạy ôm tụ anh em ơi. Ok, giờ sẽ what the fuck, mình sẽ thi một pha núp lùm để con nào đi ngang mình giết anh em ơi. Kiểu anh ấy tơi hơn kiểu nắc anh em ơi. Giờ mình ra cái người tên nó giữ mình lại, cái người đi nát đập mình chắc chết. Đồ ghê, đi nát ghê. Đậu phộng mày xác định bỏ mẹ ngoài đây luôn nè, tao chấp hai luôn nè. Nên mày thấy đậu phộng quỷ, cái hàng này nha. Đậu phộng cái hàng lấy tên tao nhớ mặt mày này mày phải không. Đậu phộng còn một quán nữa đi nát bỏ mẹ, cái thằng quỷ này nó ra nó ôm mình. Đậu phộng BD vừa nha. Đậu phộng mày tu lên này hỗ trợ theo nó hả mày. Ok thì lát mình sẽ tụt quần lấy tên sao, kệ đi. À Yuka tao phải tụt quần mày mới được. Đậu phộng em làm gì vậy, anh nguy hiểm mày nguy hiểm hay tụt cái quần của thằng Yuka luôn anh em. Ok nhé, ok nếu mà thấy thì anh em xin nó bay tới nó hồi máu cho mình anh em ơi. Rồi mày nãy mày giữ tao gì, đậu phộng mày xác định mày bỏ mẹ mày ngoài đây rồi con ơi, mày tao tụt quần mày tao mới chịu nó. Tôi phải vậy chứ anh em, anh đồ niên rinac nó bay ơi, giọng không hấm luôn rồi mày. Tuổi trời ơi, tuổi anh em ơi. Ôi rồi trời dính cái anh em nấu chết đậu phộng vậy đó. Nếu thì đã thấy thì mình rất là xanh ha, cấp 13 luôn rồi, tem nó thì khá là hot. Để chơi lại mình đâu anh em ơi, nếu đã thấy con Rinox nó bay vô còn hấm nữa mà muốn chơi mấy con quỷ này. Vừa nói mà vừa lao nước mũi luôn á anh em ơi, đậu phộng khá là cực khổ ha. Ok, đường mít thì nó đang xôn xao dư luận ngoài đó, nó kìa đánh ghen ngoài nó kìa anh em ơi. Đậu phộng vậy nó kệ đi anh em ơi, muốn làm gì nó làm, mình thì cứ tiếp tục không gừng cho nó xanh thôi ha. Đậu phộng tem mình á hy sinh gì tao quất rồi, ăn mì ly nó sắp chết đây. Ok, Butter là thì đang ra dẹp lọ anh em ơi, càng quét ha. Ok, anh em này thấy thì nó đang cân 3, cân 4 gì ngoài đó, có ăn đi sờ nè nữa, cân 2 rồi anh em ơi. Nó chạy hết tên rồi. Tên nói chết 3 đứa, chỉ còn 2 đứa nữa thôi. Mình lên tới đây, mày xác định cái tụ mày chuẩn bị mất nè. Ok, mình sẽ cố gắng ép cho nó bể luôn cái tụ này ha. Ok, hô lên đường tên em ơi, đường lính, đường giữa hết lính rồi. Đường tên còn có mấy con lính này anh em, mà đậu phòng quỷ nó ra nó hô tụ kìa. Mày bắn cái quần đùi. Đậu phộng nè, thấy thằng lưu động thằng Esu nó bắn chỉ còn khúc máu nhỏ thôi anh em ơi. Không có hấm lắm ha. Ok thì lát mình sẽ chơi Hanin Esu cho bạn xem ha. Hanin Esu thì mình mới mua chưa chơi tận nào cả. Ok, lát mình sẽ dùng test cho bạn xem luôn, sẵn quay luôn ha. Ok anh em thấy thì cái đường này nó khá là đông, 3 đứa 4 đứa anh em ơi. Đậu phộng tôi bay xác định tôi giết hết nè. Đậu phộng ghê chưa, đậu phộng xác định thằng đi nát xác định. Đậu phộng mình cho lỗng cái bờ, đậu phộng quá là khô máu anh em ơi. Nhưng mà thấy thì mình rất là sụp, bật chi củ vô bài vô tụ bắn như con không đẻ luôn anh em ơi. Bắn như chưa từng được bắn như vậy. Nhưng mà thấy thì bài vô tụ liều ăn được 7 mạng anh em ơi. 714 mạng anh em. Nghịch ngu quá. Ok, mình sắp hồi sinh em ơi, nãy giờ lên bảng đi số hơi nhiều đó. Đậu phộng rồi quỷ quanh sinh sắp mặt. Ô, chưa sắp mặt luôn. Niên kêu quá là hên anh em. Đậu phộng Yuka sắp mặt. Đậu phộng Niên bước tên lại để cầm cái kiếm chọt hắn vô cái lỗ đích. Niên Yuka mình thấy rất là thốn. Đang ngủm cô tỏi về quê luôn, cấm cao luôn anh em ơi. Từ đó thì Yuka không còn nghĩ được nữa. Quái nồi.
Ok, giờ mình sẽ ăn hết quả gừng anh. Với khả năng rất là bá đạo cái Nisa Lớp Z này thì mình sẽ ăn gừng rất là nhanh. Ok, quá là về luôn, ăn luôn con dê cho nó xem là huynh niên nào. Ok đi, thì tem này nãy giờ mình giết cũng khá là ít ha. Niên Bút Tơ Lai thì cài mạng khá là nhiều. Mình biết cũng có được MVP con này. Ok, thì tem nói đang tập hợp có được mít rất là đông. Đầu phòng tem mình thì đi lẻ tùm lum sờ bùn gì cơ. Tùm lum bên tân anh em ơi. Ok, thì mình đang thấy một fan đúc lùm, thấy thằng Yuka, thấy thằng Greenac, thấy thằng Alistair luôn anh em ơi. Ok, gia tăng anh em, đầu phòng kia chạm kia ai. Ok, mình sẽ cần luôn đầu phòng. Chết. Đậu phòng ấy thì một vài ngu người nữa rồi anh em ơi, đậu phòng gì nữa. Sờ nẹo qua tới nữa kìa, sờ nẹo qua. Ok kệ đi anh em, đậu phòng ấy thì một vài chơi ngu là gì, cái niên Bitter Line nó nhát quá, nó không có dám lên anh em ơi. Mình lên mình tanh nó đè đập mình sắp mặt luôn anh em ơi. Một phút qua bây giờ là lên bảng thứ số liền luôn. Ok, niên sờ nẹo đi, đang cố gắng chạy rất là dữ dội và trội luôn nội ơi. Nó chạy về được kìa nè. Rồi niên Amelie chắc chắn là xác định nó biết chạy gì được, hôm nay còn dám đứng nó cân tem nữa. Rồi niên Amelie chắc chắn thì sẽ bỏ cái ly mì xuống rồi anh em ơi. Rồi nó ăn Amelie xong nó chơi nó chết luôn anh em ơi. Ok, mình sẽ ra mình tả hù anh em ơi. Đậu phộng mày dám giết tao hả? Đậu phộng mày bố mày đây sợ mày quá. Nó chết hai mạng rồi đâu anh em, nó mới có hai mạng mà. Ok anh em thấy thì mình không có lên đầu chi mạng nào mà nó bắn 2k chi mạng ngoài nồi chứ. Mình như có anh em lên cái hành kiếm gì đó. Mình cũng nhớ nó kệ đi anh em ơi. Ok, giờ mình sẽ chạy lên cái bùa đỏ nó coi còn bùa đỏ không ha. Cứ cái bùa đỏ luôn cho nó xâm lòng anh em ơi. Nó mất cái bùa đỏ luôn rồi, vãi nồi. Anh tụi lên kìa nè, mình tụi lên ăn bùa đỏ nè, mày láo hả mày? Ủa mày ngáo hả? Đầu bọn nên thấy khả năng rất là ngáo, nên tụi lên nó đi phép mới ăn con bùa đỏ, cần chi ăn bùa đỏ không nội. Ăn con bùa xanh là được rồi, cần chi con bùa đỏ. Để cho thằng kia nó ăn đi. Ok, nên mày thấy thì Asu núp lùm nó bắn hoài nè, mà mình sẽ cho xin. Ok, nó ăn xong luôn ha. Ok rồi, chuẩn bị tụi bay xác định tao tuột quần hết này, nãy tao bay giết tao gì tao thôi ơi. Ok, hai đứa này double kill, triple kill nè, con quỷ này mày ép xu mày quá kill nè, mày chạy đừng có chạy, tao ơi đừng có chạy. Đồ nó chạy được anh em, này quá là khùng. Ba vô tụ nữa luôn anh em ơi. Ông này thấy thì đã 10 mạng ha, 12 3 anh em ơi. À, còn được nó bắn nữa kìa, này láo. Đậu phộng mày tưởng tao ném ngu luôn anh em này. Hít sọt luôn anh em ơi, hot shit luôn. Cực nóng luôn anh em ơi. Bá đạo luôn à, bá đạo dành cho vị tướng Slup Z anh em ơi. Ok, mình muốn chưa muốn kết thúc đâu anh em. Giờ mới có 13 phút kết thúc thì hơi chán anh em ơi. Mình đứng đây mình bán về cho nó sơm lòng huynh niên nè. Ok, chậu tinh định nó tức tức anh em. Không biết kéo dài lát nữa là kèo lại cái nhục lắm anh em ơi. Ok, con sao kệ đi, kéo dài thì clip nó thêm hay đi chứ hả. Đạo phận tem mình nó kết thúc rồi anh em ơi. Ok, thì đã hẳn chắc clip mình xin tạm dừng ha. Các bạn nhớ like, share mình cái này hôm nay, goodbye. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.